Chiều ngày 8 tháng 1, Công an thành phố Uông Bí tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm của 5 vụ việc liên quan đến giả mạo nhãn hiệu hàng hóa kinh doanh vận chuyển hàng lậu được đơn vị phát hiện, xử lý trong quý 4 năm 2019. Số lượng tang vật được tiến hành tiêu hủy bao gồm 1.040 bộ quần áo, 910 đôi giày, hóa mỹ phẩm, cùng 54 mặt hàng thực phẩm khác là bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn sử dụng. Tổng giá trị số hàng tiêu hủy trên 109 triệu đồng.